tử vi thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp, tức ngày 23 tháng 4 năm 2023 âm lịch, ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão. Xung ngày, Tân Tỵ, Đinh Tỵ xung tháng, Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ. Quý Mùi thứ Bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tuvimoingay.vn. 1. Tuổi Tý ngày 10 tháng 6 năm 2023 thiên tài nên những người tuổi Tý sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá tiêu tán. Ngày có tam hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của Tý phải nói là mỹ mãn. Nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày thứ Bảy cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ. Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Khuyên Tý nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước rồi, chớ tiêu xài hoang phí. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, xanh lam, đỏ quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. 2. Tuổi Sửu ngày 10 tháng 6 năm 2023 tuổi Sửu Lâm Tỉ Kiên phải hết sức cẩn thận với đối thủ làm ăn hoặc đồng nghiệp. Nếu có dự định triển khai các công việc quan trọng thì không được như ý vì có tiểu nhân đứng sau cản trở, không muốn bạn vượt mặt. Đường tình cảm may mắn được tam hội cục nâng đỡ nên những khúc mắc trong họ hàng được giải quyết. Con cái, cha mẹ của bạn bình an, gặp hung hóa cát được ơn trên nâng đỡ. Sửu nên chăm chỉ hành thiện để thời gian tới tránh được vạ lây bất ngờ. Vận tiền bạc không tốt do ngũ hành thổ khắc thủy. Ra đường bạn nên cẩn thận xe cộ đi lại. Túi xách và điện thoại thì nên cất ở nơi an toàn. Nếu có người hỏi vay tiền thì không nên cho bởi khả năng đòi lại cực kỳ thấp. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, cam, vàng quý nhân phù trợ Tỵ. Dậu. 3. Tuổi Dần ngày 10 tháng 6 năm 2023 đường công việc của Dần hanh thông nhờ chính quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể. Tương phá chiếu mệnh đe dọa đến đường tình cảm của con giáp này. Nhiều người đang có lục đục với bạn bè hoặc anh chị em trong nhà nhưng không chịu giải quyết. Ra đường hay gặp vạ lây, có kẻ ném đá giấu tay nên bạn phải hết sức cẩn thận. Vận tiền tài của Dần này nở. Đơm hoa kết trái nhờ thủy dưỡng mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu vì tiền hơn. Có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, nâu, xanh lam quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. 4. Tuổi Mão ngày 10 tháng 6 năm 2023 bói tử vi online thiên quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc. Những người đang làm quản lý chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ ghế mình đang ngồi, an phận thủ thường không ganh đua là ổn nhất. Bù lại chuyện tình cảm tốt hơn hẳn nhờ tam hợp độ mệnh. Tuổi này gặp hung hóa cát. Có người nâng đỡ nên tránh được khá hung hiểm trong công việc, gia đình. Có chuyện gì bức bối thì nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng. Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ thủy sinh mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín. Chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Nam, tuổi Thìn này 10 tháng 6 năm 2023, tuổi Thìn Lâm kiếp tài nên đi làm không được gây thù hằn hay hấp tấp, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ mới hoặc bị người khác gây khó khăn. Nhưng nếu bạn vượt qua được thử thách trong ngày thì sau này không ai có thể ăn hiếp bạn được nữa. Cục diện thổ khắc thủy dự báo những lời đồn đoán vô căn cứ có thể khiến cho tình yêu và gia đình của bản mệnh đứng trước đầu sóng ngọn gió. Bạn có thể gặp phải những chuyện thị phi, phiền hà ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Thìn không nên coi nhẹ những khoản nợ nhỏ hay quà cáp biếu xén, có đi phải có lại thì mới toại lòng nhau. Tử vi cho biết có người đang chấp nhặt, nói xấu bạn vì chuyện tiền nong, thăm hỏi nên hãy cẩn thận. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tuổi Tỵ ngày 10 tháng 6 năm 2023 vận có chính ấn nên những người đang thi cử, học lên cao hoặc đi học sẽ có lợi hơn những người khác. Tuy nhiên nếu muốn phát triển thêm thì Tỵ cần nhanh nhẹn, khéo miệng hơn nữa, đôi lúc bạn còn khá chậm chạp nên công việc bị đình trệ. Đường tình cảm có mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu, tư tưởng ngoại tình vấp phải tương hại. Các bạn trẻ đang yêu đừng mù quáng, nên nghe lời khuyên của cha mẹ để đỡ bị lừa tình. Tỵ hay giúp người nhưng toàn bị người ta phủi ơn, ăn cháo đá bát nhưng vẫn hoan hỉ bỏ qua. Vì thủy khắc hỏa nên đường công danh và tiền bạc ở thời điểm hiện tại vẫn chưa được như ý, bản mệnh nên dành tiền để mua sách, đi học và nâng cao các kỹ năng cho mình. Từ đó khi có cơ hội thì bạn mới dễ dàng nhận biết và tăng thu nhập cho mình. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. 7. Tuổi Ngọ ngày 10 tháng 6 năm 2023, tuổi Ngọ hôm nay nên sẵn sàng đón nhận tin vui trong công việc vì có thiên ấn trợ vận, đặc biệt là những người làm công chức, y dược, kỹ thuật. Bạn may mắn bởi lúc nào cũng làm việc dựa trên nguyên tắc tình thương và trách nhiệm. Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống giúp bạn hanh thông và suôn sẻ. Vì thủy khắc hỏa nên con giáp này có thể gặp phải một số trở ngại trong vận tình cảm, hãy dùng thái độ khiêm tốn, bình tĩnh để đối phó, đừng bướng bỉnh kẻo có người vin vào đó mà gây hiềm khích. Mâu thuẫn với bạn, tiền bạc chi tiêu khó kiểm soát, muốn tiết kiệm cũng khó vì thời gian gần đây có quá nhiều khoản bắt buộc bạn phải bỏ tiền ra để lo. Nên chấp nhận sống tiết kiệm một chút trong thời gian này để sau này đỡ phải lo lắng chuyện tiền nong. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần. 8. Tuổi Mùi ngày 10 tháng 6 năm 2023, bản mệnh gặp tỷ kiên nên trong ngày làm việc khá cô đơn, việc gì cũng đến tay. Nhiều chuyện không đáng để nói nhưng vẫn bị người khác lôi ra làm khó. Mùi nên cẩn thận với bạn làm ăn, cấp dưới hoặc những người đang cạnh tranh làm ăn trực tiếp với mình. Tam hợp chiếu cố cho đường tình cảm của Mùi. Mặt nhân duyên vượng, đôi lứa yêu đương nồng cháy. Thế nhưng bạn phải năng ra ngoài gặp gỡ mọi người lên chứ đừng du rú trong nhà, thế thì đến bao giờ mới gặp được quý nhân. Chuyện tiền bạc bất ổn vì thổ khắc thủy. Mùi đừng hy vọng đòi được nợ hay vay được tiền từ người ngoài, chỉ có thể dựa vào người trong nhà mà thôi. Chìa khóa để tiết kiệm được số tiền lớn thì phải bắt đầu từ những số tiền còn con như tiền cà phê, tiền trà sữa, tiền mua hoa. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. 9. Tuổi Thân ngày 10 tháng 6 năm 2023, tuổi Thân Lâm thương quan nên đường công việc không tốt, cẩn thận bị mất chức, nhảy việc bất ngờ hoặc thôi học giữa chừng. Làm ăn không có lãi. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì công việc dẫn đến tâm trạng bực bội. Đường tình cảm lâm tương hại nên có điểm chia ly, chia tay, giận dỗi xa cách. Nhiều người sắp phải tiễn người thân. Người yêu đi ra nước ngoài hoặc đi làm xa. Tâm trạng thì bất ổn, toàn thu hút những người không bình thường, nay không phải là ngày vui đối với bạn. Cũng may là nhờ cục diện thủy sinh kim nên bạn có nhiều cơ hội thành công với vụ làm ăn mới. Thành công lớn đến từ những món tiền nhỏ, bản mệnh có quyền hy vọng vào tương lai nếu chịu khó kiếm tiền. Cóp nhặt từng đồng, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ Thìn Tý. 10. Tuổi Dậu ngày 10 tháng 6 năm 2023. Tử vi cá nhân hàng ngày, nhờ kim dưỡng thủy nên Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót. Khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc như ý. Dậu rất hòa đồng với những người xung quanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa. Ăn ở có phúc thì có phần, Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn. Nhờ có thực thần nâng đỡ nên lộc lá vây bám xung quanh bản mệnh. Nay bạn có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, trắng, xanh lá quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu. 11. Tuổi Tuất ngày 10 tháng 6 năm 2023. Hiếm khi gây thù nhưng vì nay có kiếp tài lâm vận, nó cảnh báo Tuất nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp của mình. Việc thì nhiều nhưng tiểu nhân cứ muốn vẽ thêm việc cho bạn làm. Tâm trạng bực bội không có lối thoát khiến công việc bị đình trệ, chậm tiến độ. Chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt lắm vì thổ khắc thủy. Bạn đang buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình không được như ý, điều đó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng gần đây. Làm gì cũng thấy khó khăn vì không ai giúp đỡ. Đường tiền bạc khá ảm đạm trong ngày thứ Bảy này. Dù là mua sắm hay đầu tư bất kỳ một thứ gì, bạn cũng không nên vì cả nể mà giao dịch. Nhưng theo một cách nhìn tích cực thì bạn có thể tự quyết định vận mệnh của mình cũng là may mắn rất lớn rồi. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, nâu, cà phê quý nhân phù trợ Ngọ, Mão. 12. Tuổi Hợi ngày 10 tháng 6 năm 2023. Thứ Bảy, đường sự nghiệp của Hợi cực kỳ sán lạn nhờ có chính quan nâng đỡ. Con giáp này có thể mong chờ tin vui từ thi cử, thăng chức, xin việc hoặc lương thưởng. Nhìn chung mọi việc đều dễ dàng, không gặp chút trở ngại nào, cứ thế mà bước tới mục tiêu đã định. Vận tình cảm lâm tự hình nên gần đây bản mệnh hay lo nghĩ nhiều vì gia đình và bản thân. Bạn thấy mình sống vì người khác nhưng người ta không nghĩ cho mình, làm gì cũng phải xét nét, suy nghĩ kỹ càng. Tâm trạng tủi hờn, dễ cáu gắt với những người xung quanh. Tiền bạc ổn hơn nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Những nỗ lực của bạn từ trước giờ sẽ được đền đáp bằng tiền bạc. Sắp tới có nhiều chuyện quan trọng cần đến tiền nên hãy chi tiêu cẩn thận. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, trắng, đen quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần.